7 giờ 57 phút thứ sáu ngày 24 tháng 12, đài quan sát ghi nhận nhiệt độ 20 độ. Độ ẩm tương đối 98%. Sẽ có mưa rào cục bộ. Sau đó trời sẽ nắng. Sau đó sẽ nắng. Có một bộ phim hoạt hình nói qua, khi mỗi một đứa bé ra đời đều gặp được một yêu tinh. Sau khi yêu tinh tới, đều vui vẻ chơi với bé. Có lúc bay lên trời, có lúc ở dưới đất. Sau khi chơi xong, sẽ bắt em bé đó giữ bí mật này, nên sẽ ấn ở miệng của một bé gái. Có lẽ tôi quá thông minh nên họ ấn cỡ nào cũng không có hiệu quả. Cho nên lần này họ dùng sức mạnh ấn vào tôi. Sau đó tôi không những không nói chuyện này ra. Thậm chí tôi không thích nói gì cả. Người lớn chắc chắn là không biết chuyện này rồi. Cho nên họ đều nói tôi bị tự kỷ. Ê trời ơi, bà đang lao nhà, đừng có chạy lung tung. Mấy chục tuổi rồi, muốn làm bà bị té hay sao? Có một người phụ nữ hay chửi người, y như mụ phù thủy vậy. Lúc chính là bà ngoại của tôi. Yên một chỗ đi. Một người thì cả ngày không lên tiếng, một người suốt ngày đối đi, mệt chết đi được à? Suốt ngày chạy lung tung, chạy tới chạy lui, chuyện gì cũng bắt tôi làm hết, làm hoài không hết chuyện. Người trốn trong tủ, ngày nào cũng mở hoài một bài hát, chính là má của tôi. Nhiều đồ như vậy quăng hoài cũng không hết. Bà ngoại hay nói má nổi điên. Đàn ông bỏ đi rồi là đi rồi, sao lại quay lại chứ? Ê trời ơi, ở ngoài trời đang mưa, hai đứa đi đâu vậy? Suốt ngày chạy lung tung, coi chừng té chết hai má con bây giờ. Nhưng tôi với má tôi đều tin sẽ có một ngày ba tôi sẽ quay lại. Hoa này nở thì ba con sẽ về. Nhưng bây giờ ba con đang đánh gấu biết bay. Đánh con gấu xong thì sẽ sáng tạnh lại. Trời sáng sẽ nảy sinh sự quan hợp với bông hoa. Như vậy thì hoa sẽ nở, thì ba con sẽ về. Nhưng mà con gấu biết bay khó đánh lắm. Nếu như má biết bay thì hay biết mấy. Vào một ngày má thật sự bay đi rồi. Chỉ để lại cái hộp và bông giả đó. Ai cũng vậy hết. Người này đòi đi, người kia cũng đòi đi. Bỏ mặt tôi, bỏ mặt bà già này. Ơi. Bà ngoại vẫn là một mụ phù thủy. Ba đi đánh gấu biết bay. Má cũng bay đi rồi.
tôi biết đó là bông giả. Có nở hay không cũng như vậy mà. Nhưng tôi vẫn tin hoa nở là ba sẽ về. Bộ phim Giả Lương Khuyển. Câu chuyện của Trần Mãn Đôi. Tại sao tôi lại ở đây quét trần nhà? Cả tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết bây giờ tôi là lao công trường. Tôi vốn dĩ là một người có tay nghề. Tại vì lúc nhỏ cái gì tôi cũng sửa được. Sửa đồ, cải cách, giỏi lắm. Nhóc con, mày mà nhìn lung tung á. Mấy đứa trẻ lang thang thích ăn hiếp tôi còn nhìn hả? Có thể là tôi không có bạn bè, không có người lớn trông coi. Nhưng mà tôi không có dễ dàng bị ăn hiếp như vậy. Cuối cùng cũng có ngày này, tôi cũng gặp được ông ta. Cái gì vậy? Ông ta là Xoa. Ôi, lợi hại nha. Chính là vậy. Mơ mơ hồ hồ theo ông ta. Ê, đây là súng thật. Thấy cậu không có bạn bè, người thân, người nương tựa, dạy cho cậu làm súng thật. Xem như là có tay nghề ha. Lợi hại lắm. Là ông ta dạy tôi làm súng, cũng là ông ta dẫn tôi vào xã hội đen. Ông ta là nửa người cha, cũng là nửa người sư phụ của tôi. Anh Tri, người của anh hả? Chúng tôi thân lắm, cho việc cậu ta làm đi. Cậu biết lái xe không? Biết, biết. Cho tôi làm viện trợ. Đừng hỏi tại sao tôi theo ông ta. Tôi không có người thân, đành phải theo ông ta thôi. Lần này rảnh không? Có vụ ngon cho cậu nè, xem cậu có làm không. Người này tên là Ngưu Kiều Trạch. 10 năm trước giết chết người cầm đầu Tiêm Sa Chủy Phi Hoàng, trốn qua bên Thái, đang làm lên ở đó. Người này thông minh có võ, không biết tung tích ở đâu, chưa bao giờ có người tới gần được hết. Gần đây có tin ông ta về Hồng Kông rồi. Lúc ở bên Thái, đại ca chúng ta, anh Truy đó, có mối thù lớn với ông ta lắm, nhưng không làm được gì ông ta. Cuối cùng để chúng ta kiếm được ông ta, thì ra trước khi đi Thái, ông ta đã kết hôn rồi. Vợ tên là Lương Gia Trân, còn có đứa con nữa. Sau khi ông ta về, thỉnh thoảng hay tới trường tiểu học lén la lén lút, có thể là đi kiếm con trai đó. Cậu giả làm lao công trường, điều tra là ai rồi bắt cóc đứa bé. Có manh mối gì hả? Ủa, vậy còn chưa đủ hả? Vợ ông ta là Lương Gia Trân đó, trường đó là tiểu học nữa. Cái gì cũng không có, chưa có gặp qua. Như vậy hình như khờ lắm. Không khờ sao kiếm cậu? Có muốn làm hay không? Không cần suy nghĩ là được rồi. Hôm đó hai người gặp nhau rồi. Tao đợi mày lâu rồi. Tao cược luôn lá bài cuối của mày. Hay quá. Tao không thể thua. Mày chơi xấu, lấy bài nó đi. Chơi xấu hả? Đừng đánh nhau, đánh nữa. Mình chịu thua rồi, đừng qua đây. Đừng đánh nhau, đừng đánh nhau. Đừng qua đây, đừng đánh nhau. Sợ bài gì? Tụi mình chịu thua rồi mà. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Nè, dừng lại đó, đừng đánh nữa. Tụi mình chịu thua rồi. Tụi mình sợ bạn rồi. Chịu thua bạn rồi. Vui quá đi. Nè bên này, bên này. Trời ơi, ướt hết rồi. Nè đừng có chạy nữa. Đi vô đi. Đừng chạy nữa mà. Vui quá, vui quá đi. Chạy nước kìa. Chạy nước. Chạy nước. Chạy nước.
người ta sửa đi, ống nước bị bể rồi lại bị tắt nữa. Vui quá đây. Nè, đừng có qua đó, đừng có qua đó mà. Nè. Hôm nay thầy Châu bị bệnh, sẽ do cô dạy thế, dạy tiếng phổ thông. Cô họ Trương. Mở sách tới trang 35. Cô sẽ mời một em đọc bài trước. Số 17. Số 17. Bạn ấy không trả lời cô đâu, bạn ấy đâu có lên tiếng. Cô có cháu không? Nè. Không biết cô ấy có bị sao. Cô giáo tỉnh rồi. Cô giáo tỉnh rồi. Cô giáo tỉnh rồi. Hay quá. Bể ống nước còn chưa sửa xong. Nói cậu kiểm tra xem sao cá lại ở trong đó mà cũng không tìm ra nguyên nhân. Bây giờ nguyên trường chảy nước như vậy. Còn có người bị điện giật. Cũng may là học sinh không có chuyện. Nếu không tôi không biết làm sao ăn nói nữa. Tôi không phải là đổ trách nhiệm. Nhưng mà sửa chữa ở trong trường á là trách nhiệm của cậu. Cậu như vậy làm sao tôi dám tuyển cậu nữa. Cậu nói đi, cậu mau sửa lại cho tôi. Tôi mặc kệ cậu. Cô cũng như vậy đó. Thôi đi thôi đi, không sao là tốt rồi. Đừng có để cho phụ huynh biết đó. Hồi nãy cảm ơn anh. Trần bản đùi. Tôi họ Trương. Tôi cảm thấy người này đáng nghi lắm.
Anh Xoa. Chịu lộ diện rồi sao? Trình đó hối rồi. Ít gì cũng phải có thành tích chứ. Kiếm được gì hả? Đã kiếm được nhiều thông tin học sinh, cũng để ý lâu rồi, nhưng vẫn không kiếm được. Cái gì cũng không kiếm được. Không kiếm được thì tiếp tục kiếm đi. Ít gì cũng kiếm được thông tin. Đứa bé học ở đâu, nhà ở đâu, trong nhà có ai nữa, đừng có về tay không. Không có gì, không có gì trong tay hết. Im lặng đi. Anh không phải người xấu đâu. Anh đếm đến ba thì buông tay, được không? 1, 2, 3. Anh là cảnh sát. Anh tới điều tra trường em có xã hội đen xâm nhập. Bí mật này đừng nói cho ai biết, có biết không? Trợn mắt lớn làm gì hả? Em không tin hả? Đồng hồ này không phải đồng hồ bình thường đâu. Nó là công cụ theo dõi phát hiện máy tính tinh vi đó. Còn tay này nè, một lần bị tai nạn được đặc biệt chế tạo lại. Trả lại cho em. Đứng dậy. Nếu như em đã biết rồi, bây giờ anh chính thức tuyển dụng em làm nội gián thiếu niên, em có sợ không? Có thể có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng nếu như mà em làm được, anh thật sự rất là vinh hạnh được sự giúp đỡ của vị thiếu niên dũng cảm. Nhưng mà trước tiên anh phải kiểm tra bối cảnh của em đã, xem có khả nghi không. Lâm Chí Hoàng. Hoan nghênh em chính thức gia nhập đội cảnh sát. Lúc sớm đã biết anh có vấn đề rồi. Sự gặp gỡ của ba người. Sau đó, trường tôi có một chuyến du lịch theo lớp. Tôi phải thừa cơ hội này bắt trọn ổ của họ. Xin lỗi, tôi phải ra ngoài trông coi học sinh. Ôi Lâm Chí Hoàng à, sao em trễ quá vậy? Nè đi tè nhanh lên đi, thiệt tình à. Đây đây, đi chỗ khác tè đây.
À! Ừ, nè, đừng có chặn nhau, coi chừng té đó. Nè nè, coi chừng, coi chừng. Ừ, con là phá nhất đó nghe. Nè, cẩn thận đó. Nè, nhanh lên, nhanh lên. Ừ, đúng người rồi, cho xe chạy đi ha. Lâm Chí Hoàng đâu? Lâm Chí Hoàng. Lâm Chí Hoàng, đưa tay cho anh đi, nhanh lên. Lối ra hả? Phải đó. Sao nhìn thấy hơi ghê ghê đó, có ma không vậy? Có hay không cũng phải đi mà. Ê, đợi đã. Nhanh lắm. An toàn chút tốt hơn. Mình cũng phải có gì đó phòng thân chứ. Có cây giọt, gặp phải thú dữ hay là heo rừng gì cũng được. Nè, được rồi, tới đây. Sao vậy? Sao hả? Lấy tấm vải làm siêu nhân à? Được thôi. Sao lại có tiếng bước chân? Đừng dừng lại, đi nhanh lên. Biến mất rồi. Là gì chứ? Sau đó có nhiều người nói con đường mà hôm đó chúng tôi đi lạc thường xuyên có xuất hiện nhiều heo rừng và cướp, nhưng họ sẽ không có hiểu đâu. Chính mắt tôi nhìn thấy người đánh nhau với chúng tôi là cây yêu. Đỡ hơn chưa? Ấm lại rồi phải không? Chỗ này là chỗ nào vậy chứ? Điện thoại không có sóng gì hết. Cái gì anh cũng biết làm, biết mồi lửa, biết dựng lều nữa. Cô giỏi hơn, nếu không phải cô ở phía sau la lên á, tôi đã bị trúng chiêu rồi. Tôi không có kêu anh. Tôi nghe rõ ràng là đằng sau kia mà, không phải cô kêu thì ai kêu chứ? Tôi cũng nghe được, nhưng không phải là tôi. Đằng sau. Thôi bỏ đi, bỏ đi, nói chuyện khác đi. Má của em. Nè, anh dạy mấy nói gì hả? Học nói chuyện thì học chửi thề trước chứ. Đương nhiên không phải rồi. Mà kệ anh ta, em nói với cô, em khỏe không? Em khỏe không, em khỏe không, đâu phải chửi thề đâu. Má à, chị. Ơi,
lấy cái áo cho em. Ê, sao lại coi độ của người ta quá đáng thiệt. Thiệt tình. Hoa, anh cũng kỳ quá. Lấy cái này để đựng rượu vậy. Anh thích uống rượu à? Không phải dùng để uống đâu, mà không phải của tôi, của ba tôi đó. Để kỷ niệm hả? Kỷ niệm cái gì chứ, lúc tôi còn nhỏ ông bỏ đi rồi. Chỉ còn lại cái chai này thôi. Đừng để tôi gặp lại ông ta. Sau này mà gặp ông ta, có thể sử dụng chai này đập đầu ông á. Sao vậy? Hả? Em cũng không có ba hả? Hả? Gì? Không phải trùng hợp vậy chứ. Em cũng không có má luôn hả? Em không có má trước hay là không có ba trước vậy? Mất cùng lúc hả? Hả? Nhảy lầu mà lợi hại vậy luôn á hả? Mà lợi hại ghê. Thôi. Ê, nhưng mà anh còn lợi hại hơn nữa. Vậy nè. Đó. Thấy chưa? <Ây da. cười> Thuộc lấy hả? Cá heo biết nói chuyện. Loài người nghe không hiểu thì cảm thấy chúng như đang hát vậy. Thật ra chúng dùng một ngôn ngữ mà cả loài người nghe cũng không hiểu. Chúng nói chuyện với nhau. Nè cô Trương, có sống rồi, có sống rồi. Hoàng à, Hoàng, nó bị sốt rồi, nóng lắm. Hả? Bệnh rồi mà còn tỉnh táo vậy hả? Ừ. Yên tâm đi, tôi không sao hết. Ừ. Xin mời, xin mời, xin mời. Mời vào trong ha. Đây, ở đây. Sau này làm sao tôi dám làm gì với cậu nữa đây. Bây giờ ngay cả học sinh cũng đổ bệnh luôn. Im đi. Ai là phụ huynh của bạn nhỏ này? Lấy giấy khai sinh ra đăng ký. Bà chăm sóc bé đi. Để tôi đi cho. Cậu bé tên gì? Lâm Chí Hoàng. Mẹ tên là Lương Gia Trân. Bố tên là Ngưu Kiều Trạch. Có một người tên là Ngưu Kiều Trạch. Ta xem con trai cô mấy lại rồi bắt cóc nó. Tại sao mẹ họ Lương, bố họ Ngưu, con trai lại có họ Lâm vậy? Nè, đó là cháu trai của tôi, nó mang họ tôi. Tôi là người thân duy nhất của nó, cũng là người giám hộ của nó. Hiện tại là vậy có gì không đúng? Cái gì? Đi đi. Kết thúc rồi.
Không cần tìm nữa, em đừng có đến làm phiền anh nữa mà. Anh sẽ không quan tâm tới em nữa. Đống giấy này cũng vô dụng rồi. Em đừng có làm phiền anh nữa có được không vậy? Anh Xoa. Anh Xoa. Tôi đang nghĩ kỹ rồi. Tôi thực sự đang nghĩ kỹ lắm rồi. Tôi không muốn làm. Tên đầu sỏ khoản nợ đó tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Anh sẽ không nổi giận chứ? Đại ca ăn gì? Như cũ. Thôi được. Anh Xoa, thực ra tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Đang nghĩ cái gì? Nghĩ cái gì? Đừng có tìm nữa. Không cần tìm nữa. Đứa trẻ đó không cần bắt, không cần ngồi xổm ở cổng trường nữa. Nay nhanh dữ vậy? Chuẩn bị từ sớm rồi. Được rồi, cẩn thận nha. Có chuyện gì liên hệ. Lại đánh nhau rồi bị phạt đứng. Vì cái này mà đánh nhau à? Cũng trễ rồi, anh đưa em về. Đi. Đi thôi. Đi. Ở đây không chào đón anh, anh có đi không? Làm gì mà không lên tiếng hả? Không lên tiếng là được đúng không? Anh còn không đi. Anh về đi. Anh còn không đi. Tôi thực sự sẽ chém anh đó. Cố tình tôi chém anh thật không? Đi. Đúng, sau này đừng quay lại nữa. Nè, đừng có chạm vào cháu tôi. Đi. Nè, anh đó, đừng có vội đi. Vô trong. Uống trà đi. Tôi thấy... tôi vẫn nên đi trước. Rảnh rỗi tới nhiều hơn chút. Hả? Hả cái gì? Tôi nói anh rảnh rỗi thì tới đây nhiều hơn. Anh là người bạn đầu tiên cháu trai tôi dắt về nhà. Muốn ăn bánh không? Không sao, tôi đi lấy. Hỡi, bà ngồi xuống đi. Bà sao vậy? Bác sĩ à, bà ấy bị sao vậy? Tối nay bà ấy phải ở lại bệnh viện một đêm để quan sát. Bây giờ làm sao tôi biết bà ấy có bệnh gì? Bác sĩ gì kỳ cục vậy? Tôi giúp bà đặt đồ ở đây. Anh giúp tôi chăm sóc cháu trai tôi vài ngày đi. Anh giúp tôi chăm sóc cháu trai tôi vài ngày đi. Cái gì cũng để tôi nói lại mấy lần mới hiểu đúng không? Chuyện này để cho người thân làm thì tốt hơn. Người vừa ở nhà bà không phải là ba nó sao? Nè, nó không có ba. Anh đã nghe hiểu tôi nói gì hay chưa?
dây dày lỏng rồi. Không phải cột như vậy, phải cột như thế này nè. Buông ra, để anh làm cho. Nè, lúc em đi học làm gì vậy, làm sai hết rồi. Câu này sai rồi. Chỉ là phép nhân thôi mà, làm sai hết trơn rồi kìa. Em đọc lại bản cổ chương anh nghe thử. Được rồi, không cần nữa, đi ngủ đi, anh làm giúp cho. 9 năm giáo dục miễn phí chính là dạy những thứ này hả? Nè, thức dậy đi. Nè, thức dậy đi. Nè, hiệu trưởng kêu giáo viên Trương dạy thai đó, chuẩn bị mở sân khấu biểu diễn Giáng sinh, nhưng mà cổ lại nghĩ ra thứ này nè. Khu vui chơi rất đẹp mà, cứ làm đi. Làm gì có đủ tiền. Lúc nãy cổ còn cãi nhau với công nhân nữa, công nhân đều bị làm cho tức giận. Không biết cổ đi đâu rồi nữa. Anh đi tìm cổ về đi, coi thử coi sao. Tôi hả? Chứ không lẽ tôi. Đi thôi. Nè đi, mấy thứ đó không đúng, đi đi. Nè à. Có mệt không? Hả? Nhiều đồ như vậy sao? Đúng vậy đó. Dùng để làm gì? Không phải là hiệu trưởng kêu cô làm sân khấu biểu diễn Giáng sinh hay sao? Tôi không có gì làm hết, định giúp cô một chút thôi. Hey, cho cô xem thứ này, khu vui chơi. Có thể tự làm, không cần tốn nhiều tiền. Dừng cái gì? Sau này em sẽ sống ở đây, anh không có quen sống chung. Đây, đưa đây. Con trai và con dâu của bà đều rất tốt, thường xuyên tới thăm bà đó. Bài tập này không được, tất cả đều sai. Có phải anh làm không? Tất cả đều sai. Chứ câu này làm thế nào? Anh nói cho tôi nghe, anh có từng đi học không vậy? Anh nói cho tôi biết đi. Nè, uống ngụm đi. Nè, không được. Cậu bạn nhỏ sao có thể uống rượu được? Không được rồi, không liên quan tới tôi. Nè, dơ quá đi. Ăn thịt nướng ở trường, đây là lần đầu tiên của tôi. Nhưng mỗi lần đều là mọi người làm cho tôi ăn. Lần sau tôi sẽ làm cho hai người ăn. Ai làm cũng giống nhau thôi, vui là được rồi.
vui vẻ là được rồi. Nhưng mà hôm nay trên trời không có sao. Nếu như có thì sẽ vui hơn. Đúng đó, gần đây trời nhiều mây. Có một thứ đẹp hơn cả ngôi sao luôn. Ê, đừng qua đây, đừng qua đây. Mau dập lửa đi. Em đừng qua đó. Chút nữa là cháy hết rồi. Cháy hết là phải làm lại từ đầu. Tôi phải đi trước đi. Sao đi sớm vậy? Sắp làm xong hết rồi mà. Nói đi là đi. Hôm nay cô không lên lớp, rồi ném xuống một bức thư giống như vậy. Đột nhiên có chuyện cá nhân cần giải quyết. Như vậy đi, cô ráng xong buổi diễn Giáng sinh rồi hẳn đi. Không được. Cô đã quyết rồi hả? Phải. Xin lỗi. Qua đây, nhanh lên, có thứ muốn cho cô xem nè, nhanh lên. Chuẩn bị xong chưa? Không nhiều. Cô không nghĩ cô đang đợi chút gì đó à? Hả? Có thứ muốn cho cô xem. Đi. Hôm đó không phải cô nói lúc ăn rất muốn nhìn thấy ngôi sao. Tôi thấy mấy ngày nay nhiều mây có lẽ không thể nhìn thấy. Hôm qua tôi và Lâm Chí Hoàng chơi ném bóng qua lại, lại ném thành ra thế này. Có giống không? Có giống ngôi sao không? Không giống lắm, nhưng rất đẹp. Đúng rồi, còn có một thứ nữa. Cái gì? Tăng tăng tăng. Lễ hội Giáng sinh, Lâm Chí Hoàng sẽ tham gia. Cậu ấy nói muốn hát cho mọi người nghe. Hát cho bà nghe, hát cho tôi nghe, còn muốn hát cho cô nghe nữa. Đúng rồi, sao cậu ấy không ở đây? Bởi vì cậu ấy đi tập hát rồi. Tôi nghĩ tôi không nghe được rồi. Tại sao? Tôi có chút chuyện, ngày kia phải rời khỏi Hồng Kông.
tôi mới quyết định hôm nay thôi. Lâm Chí Hoàng hát cô không đến hả? Tôi cũng không muốn vậy. Cô không đi có được không? Lớn lên mới uống được. Alo. Làm gì vậy? Lâu vậy mới nghe điện thoại. Mau tới đây, có chuyện gấp. Đúng này. Đồ vẫn chưa nạp liệu, giải quyết chúng đi. Tối nay mọi người đừng đi. Sáng sớm mai khởi công. Cậu vẫn như thường lệ làm tiếp ứng. Anh Xoa, tôi không muốn làm. Không làm? Cậu điên à? Không làm, lẽ nào để tôi làm? Bên ngoài cậu bận lắm à? Làm nhân viên trường học tới ngốc sao? Không làm. Làm xong mấy cái này, đừng ngủ sớm đi, ngày mai khởi công. Không làm. Tay nghề không tệ, đã nhìn qua nhiều người làm súng rồi, cái này tốt nhất á. Sao vậy? Ngủ không được hả? Không cần căng thẳng, là do chúng tôi ra tay, anh chỉ phụ trách tiếp ứng thôi. Sáng nay người ở trường học đã tháo dỡ. Nói như thế nào thì cũng vô dụng. Chỉ cần một cái sân khấu. Ba chỉ có thể giữ con ngựa này cho con. Ờ được rồi, để ba giúp cho. Con rất thích nó sao? Ba sẽ dẫn con đi vòng quay ngựa gỗ thực sự nha. Đi thôi, đi đâu? Nhanh lên. Nè, còn ngủ sao? Dậy đi, khởi công.
đưa một cái điện thoại mới cho con. Bên trong có số điện thoại của ba đó. Cho dù con không nói được mà cũng sẽ nhìn thấy con. Sao vậy? Ngủ không được hả? Không cần căng thẳng, là do chúng tôi ra tay. Anh chỉ phụ trách tiếp ứng thôi. Vậy anh cũng không ngủ được à? Nè, lên đó chơi nha. Tôi hưng phấn tới không ngủ được. Thích giết người vậy sao? Giết người chẳng qua chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích. Khi anh nhắm chuẩn và bóp cò, viên đạn sau khi bay ra khỏi súng có hơn 900 khả năng. Có thể bị lệch vì hướng gió. Có thể đột nhiên có người lao ra ngoài. Sau khi viên đạn thật sự trúng mục tiêu, đó mới là thú vị nhất. Bởi vì tỷ lệ thành công không phải 100%, đó là điều thú vị nhất. Mau lên, chạy đi, cẩn thận đó. Đợi tôi với. Chạy đi, mau lên đi, nhanh lên. Tôi trân trọng mỗi khi có cơ hội nổ súng, giảm thiểu khả năng xảy ra sai sót xuống mức thấp nhất. Ngay cả giữ cho khẩu súng không bắn ai, chẳng qua chỉ là vấn đề sớm muộn, kết quả vẫn vậy thôi.
Cái tình khốn này còn dám quay về sao? Người bên ngoài đang tìm cậu, nói là cậu làm hỏng chuyện. Mau đi ngay cho tôi. Đi cứ sao đi, đi đi. Tại sao anh không nói cho tôi biết là Ngô Kiều Tranh? Cậu ngu sao? Lần đó tôi đã nói mục tiêu cho cậu rồi mà. Cậu quên rồi hay sao? Có biết Ngô Kiều Tranh đã giết ai không? Là thủ lĩnh của anh Truy. Và còn nhiều hơn như vậy nữa. Đúng, không muốn bắt cóc đứa nhỏ không dễ dàng vậy đâu, đi mau. Anh còn muốn tìm người giết ông ấy? Không liên quan tới cậu. Tôi cho cậu đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu chết. Nói cho cậu biết, 6 giờ tất cả đều giúp cậu chuẩn bị xong hết rồi. Chạy trốn đi. Nha. Đừng suốt ngày ngây thơ. Trưởng thành chút đi. Bà ấy luôn biết bản thân có bệnh, nhưng nhất định không để người nhà biết. Cái hộp và lá thư này là bà ấy muốn giao cho anh. Khoảng thời gian này tôi muốn cảm ơn anh. Trước giờ tôi chưa từng thấy cháu trai tôi vui như vậy. Lúc đó vui vẻ nhất. Tôi không muốn để nó biết những chuyện không vui vẻ. Trước giờ nó rất cô đơn. Vì anh, nó mới có thể thay đổi hoàn toàn. Nó không phải là không biết nói chuyện, nó chỉ là không biết nói như thế nào, nói cái gì cho tốt. Nó hát rất hay. Nếu như có thể, tôi thực sự muốn được nghe lần nữa. Cái hộp này anh giúp tôi trả cho tên khốn đó. Đến bây giờ tôi vẫn không muốn nhìn thấy nó. Có những chuyện từ bắt đầu đến kết thúc đều không thể thay đổi. Tôi giữ cái hộp này quá lâu rồi, hơi mệt mỏi. Cũng nên trả lại cho nó rồi. Thằng bé giống y chang như mẹ nó, nhất là cái lúc lặng thinh không nói gì. Tôi biết là tôi đã tới quá trễ rồi. Tôi biết là anh đối tốt với con trai tôi. Trong khoảng thời gian này, anh đã làm những cái tôi muốn làm, nhưng mà không có cơ hội để làm. Kể đến tôi sẽ bù đắp lại tất cả. Tôi cũng muốn được tận tai nghe thằng bé hát. Hồi sáng có người muốn giết tôi. Ai đối tốt với người nhà của tôi sẽ đối tốt lại với họ. Còn ai mà không đối tốt với người nhà của tôi sẽ khiến cho người đó sống không được yên thân đâu. Qua ngày mai thôi, tôi sẽ bắt đầu hành động rồi.
đừng có đi theo anh nữa. Đi đi. Anh nói em đi đó. Đi đi. Nè, làm gì đó? Buông ra, buông ra. Buông ra. Buông anh ra. Em làm cái gì vậy? Buông anh ra. Buông ra. Buông ra. Trời, buông ra. Buông ra. Buông ra. Anh là côn đồ, anh là côn đồ, chuyện gì cũng dám làm đó. Có người kêu anh vô nhóm, muốn anh bắt cóc, anh liền bắt cóc. Muốn anh giết người, anh liền giết người. Tất cả mọi người đều thất bại rồi, có biết hay không hả? Bây giờ anh gặp rắc rối lớn rồi nè. Nếu còn không đi sẽ chết chắc đó. Tiêu đời rồi. Tất cả chỉ là nói dối thôi. Anh không phải là xâm nhập trường học để điều tra câu lạc bộ gì hết. Anh không phải là tới bắt kẻ xấu, anh mới là kẻ xấu nè. Anh thật ra là muốn kiếm con trai của nữ Kiều Trạch, chính là em đó, anh muốn bắt cóc em đó, hiểu chưa? Em với anh không có giống nhau. Mấy người mới là người một nhà thôi. Ôi, bị khờ sao hả? Đi bộ mà cũng trễ nữa, thiệt tình. Nè, tôi sắp xếp giùm cậu hết rồi. Tới bên đó rồi thì kiếm A Long, cậu ta sắp xếp chỗ ăn ở cho cậu. Không có tiền thì hỏi cậu ta là được rồi. Tôi quyết định không đi nữa. Sao hả? Tôi muốn quay về bảo vệ Ngưu Kiều Trạch cho tới khi ông ta nghe xong con trai hát mới thôi. Bộ còn điên rồi hay sao chứ? Có lộn hay không đây? Đánh chết cậu! Đánh chết cậu! Trước giờ mọi chuyện đều do anh tự sắp xếp. Chuyện này tôi muốn tự quyết định. Được rồi, vậy cậu gì đó kiếm cái chết đi, hả? Ngưu Kiều Trạch rất lợi hại, cậu biết không? Thuộc hạ của anh Truy không dễ gì mà đối phó ông được. Cậu không muốn ông ta chết, sao không đi báo cảnh sát? Không có ai khờ như cậu đâu. Trước giờ mọi chuyện tôi làm đều là chuyện ngu ngốc thôi. Trước giờ đều là tôi sắp xếp giùm cậu hết. Hôm nay tôi để cậu tự quyết định. Cậu quyết định muốn làm gì, tôi cũng không cản nổi cậu nữa. Cậu muốn lựa chọn, lần này tôi cho cậu chọn. Anh Soa không giúp nổi cậu nữa rồi.
ít nhất là một Giáng sinh vui vẻ. Anh Trạch, tôi đã xem qua toàn bộ rồi. Tạm thời có thể yên tâm. Có động tĩnh gì tôi sẽ báo cho anh liền. Cảm ơn cô nha. Qua đêm nay thôi thì công việc của cô cũng coi như xong rồi. Anh đã nói nhất định sẽ tới mà. Anh tới đợi để nghe em hát. Có món quà cho em. Về rồi cùng mở nha. Hát bằng cả trái tim. Anh nghe được đó. Alo. Tôi gọi thử thôi. Cô vẫn chưa đi hả? Thực ra tôi gọi điện là muốn nói với cô. Tôi đã quyết định làm chút chuyện rồi. Cả đời tôi lăn lộn, không biết mình muốn cái gì nữa. Nhưng mà lần này thì khác. Tôi đã biết bản thân muốn gì rồi. Vậy nên tôi muốn nói cho cô một điều đầu tiên. Thật ra thì tôi cũng đã đưa ra một quyết định. Muốn rời xa một người. Tôi vẫn luôn giúp ảnh làm việc. Tới trường học cũng là vì ảnh. Nhưng tôi đối với ảnh thế nào á? Thì ảnh không hề hay biết. Cô đã quyết định vậy rồi, cứ làm thôi. Có những lúc sau khi quyết định xong vấn đề rồi, có thể cô sẽ phát hiện ra những cái mà bình thường cô không nhìn ra được. À phải rồi, tôi có để một món quà trên bàn của Lâm Chí Hoàng, là tặng cho cô. Giáng sinh vui vẻ. Dự báo thời tiết có nói tối nay trời sẽ quang đãng.
Cô chẳng phải là thích ngắm sao hay sao? Tối nay tôi đợi cô ở cái sân thượng đó nha. Hoan nghênh các bạn học sinh và các bậc phụ huynh tới tham gia đêm hội Giáng sinh hôm nay. Các bạn học sinh đã chuẩn bị những tiết mục đặc sắc nhất dành tặng cho cha mẹ. Sau đây, tôi xin mời bạn Lý Thi Vịnh của lớp 5C lên biểu diễn. Mời các vị cùng thưởng thức. Đêm hội chính thức bắt đầu. Chí Hoàng của lớp 5B sẽ biểu diễn cho mọi người xem. Anh Trạch, bây giờ có bọn nguy hiểm lắm đó. Anh nhất định phải tránh đi nha. Bye.
trả lại sợi tóc cho cô. Còn nữa, lần trước làm dơ khăn tay của cô, giờ tặng cho cô cái mới. Chẳng phải là em muốn uống rượu lắm hay sao? Đợi anh về rồi sẽ uống cùng em. Nhưng mà rượu cay lắm đó nha. Mẹ có từng nói là hoa nở rồi thì ba sẽ quay về thôi. Thời tiết đẹp đấy chứ. Thứ sáu, ngày 24 tháng 12, 7 giờ 50 phút tối, nhà chức trách ghi nhận nhiệt độ 20 độ C, độ ẩm tương đối 98%. Gió nhẹ cỡ 6 km/h, tốc độ gió tối đa 16 km/h. Hiện đang có những đám mây dày đặc ở Hồng Kông, có nơi có mưa rào cục bộ. Hướng gió dự kiến sẽ thổi bay mây mưa trong vòng 1 giờ nữa, sau đó thì trời sẽ tạnh ráo. Chút nữa là trời tạnh rồi. Chúng ta về nhà thôi. Sau này, tôi không còn trông thấy Trần Bản Đôi nữa, cũng không thấy cả cô giáo Trương luôn. Không còn ai nhớ tới bọn họ nữa, như thể là chưa từng xuất hiện vậy. Nhưng mà tôi rất nhớ, bởi đó là một năm nắng nóng và mưa nhiều, và một Giáng sinh có sấm sét nguyên ngày luôn.